Rạng sáng ngày 24 tháng 10 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiến hành ca phẫu thuật lấy tạng của người hiến sau khi chết não và ghép hai thận cho hai người bệnh suy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Các tạng còn lại gồm tim và gan được chuyển đến ghép cho hai người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trước đó, người bệnh 17 tuổi bị tai nạn giao thông, đa chấn thương sọ não nặng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Sau 3 lần đánh giá của Hội đồng chẩn đoán chết não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tư vấn cho gia đình về việc hiến tạng để cứu được nhiều người và nhận được sự đồng ý của gia đình người bệnh. Ngay sau đó, bệnh viện đã phối hợp với gia đình, các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết về cho và hiến tạng của người chết não theo đúng quy định của luật hiến tạng hiện hành. Cùng với đó, bệnh viện cũng khẩn trương phối hợp với trung tâm ghép tạng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để rà soát, tìm kiếm những người đủ điều kiện được ghép tạng từ người cho này. Nhiều ngày điều trị ở viện trong tình trạng nặng thì cũng đã được bác sĩ tư vấn là nguy cơ tử vong cao. Sau khi tiếp cận với gia đình để tư vấn cái ý nghĩa của việc hiến tạng thì cũng được sự thuận lợi của gia đình, là gia đình bệnh nhân này là mẹ làm công tác xã hội ở xã, và gia đình cũng có rất nhiều thành viên trong gia đình đã từng hiến máu, cho nên là được sự đồng thuận và nhất trí ngay sau khi các cái thành viên trong gia đình bàn bạc. Thì gia đình cũng rất tâm niệm một điều là con mình mất thì rất là thương xót, nhưng mà lại muốn là các cái tạng của con mình có thể sống ở trong cơ thể của người khác, cho nên là chị cũng đồng ý, đồng thuận rất là nhanh. Bản thân tôi cũng như anh chị em bác sĩ trong khoa là rất là xúc động, vì là bệnh nhân này đều đã gia tăng tình trạng nặng rồi, nhưng mà các cái tạng hiến thì được dành cho những người khác, những cuộc đời khác mới lại được hồi sinh. Thực sự là rất là xúc động. Kết quả hai thận được ghép cho hai người bệnh suy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, tim và gan chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép cho hai người bệnh suy gan và suy tim đang chờ ghép. Toàn bộ nhân lực trong bệnh viện huy động tất, từ hồi sức này, từ chống nhiễm khuẩn, bên phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê, thì tất cả chúng tôi là huy động và làm xuyên cả đêm đến tận sáng hôm sau. Tất cả mọi người đều tập trung để làm sao, thứ nhất là đảm bảo được các công tác để lấy tạng cho thật tốt, vận chuyển tạng về Bệnh viện Việt Đức đảm bảo an toàn để ghép cho hai người bệnh đang chờ thì đấy. Hai bệnh nhân chờ ghép thận là sẽ tiến hành phẫu thuật luôn. Bác sĩ chúng tôi thì luôn luôn phải cố gắng nỗ lực hết mình, đặc biệt là trong ca phẫu thuật phải cẩn thận và đảm bảo an toàn nhất. Những khó khăn trong phẫu thuật thì cũng có, nhưng mà không là trở ngại của chúng tôi. Vì những bệnh nhân mà đang chờ hiến tạng, khi mà người ta nhận được những tin có người hiến tạng thì bản thân người ta đã rất mong ngóng từ lâu rồi. Đặc biệt hai bệnh nhân ghép tạng của chúng tôi là người ta đã phải chạy thận hơn 10 năm, cụ thể là 15 năm. Chính vì thế là người ta cũng rất là mong ngóng và bản thân chúng tôi cũng phải cố gắng hết mình. Hiện tại, cả 4 người bệnh được ghép tim, gan, thận đều đã có kết quả tốt. Hai người bệnh được ghép gan và tim tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang trong quá trình hồi phục tốt. Hai người bệnh ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã ổn định và chuẩn bị được ra viện. Bác sĩ gọi lên nhà, bác sĩ phải tư vấn lại làm tâm lý cho gia đình nhiều lắm. Lúc đấy thì anh chị thật sự là thấy con như thế thật sự là quá sốc ấy. Là lúc là chuyển tạng đi xuống dưới kia ấy. Thế là chị ra, chị còn sờ vào đấy, chị còn nói với con, với cái tạng ấy đi, chị còn bảo là mẹ chào con nhé, chị vẫn nói như thế. Bảo chị vẫn nói là về cơ thể khác con phải thật khỏe mạnh, còn chị vẫn còn đang sống trên đời này, trái tim vẫn còn đang đập. Cả nhà ai cũng cầu mong là những bệnh nhân đấy khỏe mạnh, hồi phục nhanh, tiếp tục sống cả cuộc đời cho con cháu nhà em mới. Hiến tạng đối với người chết não là một hành động mà vô cùng nhân văn, vô cùng tuyệt vời. Qua đấy thì trái tim được sống ở trong lồng ngực của một bệnh nhân khác, lá gan này trong ổ bụng, rồi là hai quả thận. Như thế sẽ cứu sống được rất nhiều người bệnh. Thay mặt cho những người bệnh được nhận tạng thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể gia đình bệnh nhân đã rất là nhân văn, rất là tuyệt vời. Mặc dù thì con không còn nữa, tuy nhiên thì người ta đã hiến đi những cái tạng để hồi sinh sự sống cho các bệnh nhân khác. Và họ cũng không có một cái đòi hỏi gì cả, và chỉ mong là làm sao những người nhận tạng họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây là ca hiến tạng thứ 2 từ người chết não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong năm 2024, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của ngành y tế Phú Thọ trong việc tham gia vào mạng lưới hiến tạng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ xin gửi lời tri ân và cảm ơn chân thành đến người bệnh và gia đình đã đưa ra quyết định hiến tạng cao cả. Hành động này không chỉ mang lại hy vọng và cuộc sống mới cho những bệnh nhân đang phải đối mặt với bệnh hiểm nghèo, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, lòng chia sẻ và trách nhiệm đối với xã hội.
Nghĩa cử đẹp đẽ ấy góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về giá trị của việc hiến tạng, lan tỏa thông điệp sâu sắc cho đi là còn mãi.